những bước nhảy moonwalk đã làm nghiêng ngả cả thế giới, trở thành một làn sóng Michael Jackson trong những năm thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Năm 1983, với giai điệu của Billie Jean tại The Motown 25 Yes, Today, Forever Concert, những bước nhảy điệu nghệ, những cú xoay người, drift chân một cách điệu nghệ và cực phiêu, những cú bắt nhạc mạnh, nhanh, chính xác theo đúng dòng nhạc đã không chỉ bắt đầu những thành công vang dội của Michael, mà hơn thế, xu hướng chuyển động những bước nhảy của moonwalk đã làm nên một dòng nhảy mà tên gọi được tạo bởi chính tên của Michael Jackson. Một danh từ riêng đã hóa thành danh từ chung, đánh dấu sự xuất hiện của một xu hướng nhảy mới trong giới trẻ thập niên 80-90. Khôi thai trưởng thành cùng với sự phát triển và vang dội của tên tuổi Michael, để rồi sau đó, những bước nhảy huy hoàng ấy đã trở thành một thời trong làn sóng khiêu vũ thế giới. Moonwalk đi dần vào bóng đêm và người ta đã không còn nhớ nhiều về ông vua nhạc pop thế giới ấy nữa. Nó giống như đền tàn, là hoàng hôn khép lại một thời kỳ vàng son. Và một ngày, người ta bắt gặp vẫn những bước nhảy ấy, vẫn những cú xoay người bắt nhạc của Michael, dáng điệu và cả sự cảm nhạc, phiêu nhạc của ông vua nhạc pop. Điều đặc biệt hơn là một chàng trai Việt, một sinh viên của Học viện Quan hệ Quốc tế, người bị những bước nhảy mê hồn của điệu moonwalk chinh phục để bắt đầu một con đường hiếm người đi ở đất nước hình chữ S này. Mình tập cái điệu nhảy này từ năm lớp 6. Và khi mà hồi đấy, mình nhớ là từ năm 96 đấy, thì Michael rất là nổi với album History. Mình xem Michael trên TV và cái video clip mình xem là video clip Smooth Criminal. Mình xem cái điệu nhảy đấy là mình rất là thích và mình tập tành theo những cái điệu nhảy đấy. Mình bắt đầu tập từ hồi rất bé, từ hồi lớp 6 đấy, và những cái bước nhảy đấy lúc đầu còn rất là lúng túng. Bước nhảy mình tập đầu tiên là bước nhảy moonwalk, tức là điệu nhảy trên mặt trăng, đi trên mặt trăng, tức là người ta nhìn thấy Michael như là Michael như là đi tiến về phía trước nhưng thực ra đi lùi về sau. Tôi thích nhất là điệu kiểu đi lướt trên mặt trăng của Michael, bởi vì lúc đầu khi còn 2 tuổi tôi xem những cái động tác ấy và tôi rất là thần tượng Michael. Tôi không hiểu là vì sao có thể làm được như thế. Tưởng tượng như là bay ở trên không trung ấy. Tôi cảm thấy rất là thú vị. Và mặc dù từ khi còn nhỏ tôi rất thích. Có thể là rất nhiều người đồng ý với mình, đó là điệu nhảy đẹp nhất hành tinh. Long Tap Dance là người đầu tiên đưa điệu nhảy Michael vào giới trẻ Việt. Nhưng khi còn trứng nước thì Long Tap Dance đã chuyển sang những vũ điệu Tap Dance với nghệ thuật biểu diễn âm thanh từ đôi chân, tạo âm nhạc từ đôi chân. Để rồi sau khi nhận lấy những hơi thở của điệu nhảy Michael, Tú một mình lặng lẽ những năm tháng dày công tập luyện, bất kể những phản đối của gia đình, những chế giễu của bạn bè vì theo đuổi điệu nhảy của ông vua khá tai tiếng này. Những giọt mồ hôi và cả nước mắt của cậu bé nhiều cô đơn và không hạnh phúc này, tất cả, Tú dồn lại trong những bước nhảy, tìm đến moonwalk như một cách giải thoát để tự cân bằng lại bản thân trước cuộc sống. Đặc trưng của nhảy Michael khác cơ bản so với các điệu nhảy khác là đó là cái thần trong điệu nhảy. Tức là nếu mà bạn có thể thấy hip hop hay breakdance, mình không thể phủ nhận là breakdance và hip hop là rất là hay, âm nhạc rất là đa dạng, có nhiều bạn có thể mix rất nhiều những cái bản nhạc cũ lại với nhau thành một cái bản nhạc mới. Và hip hop thì có những cái điệu nhảy popping locking rất là hay. Nhà Michael thì ngoài cái popping locking đấy ra tập hợp lại với nhau thì nó còn cái đặc trưng riêng chính là cái thần của điệu nhảy. Chẳng hạn như bạn nhờ nhảy hip hop thì bạn làm theo từng cái beat nhạc, nhờ bạn nhảy Michael thì bạn có cái thần đấy. Khi mà bạn có cái thần đấy thì người xem sẽ cảm nhận được cái hồn trong cái điệu nhảy của Michael. Nếu mà các bạn xem Michael diễn thì bạn sẽ thấy là Michael không chỉ nhảy không và cũng không chỉ hát không, mà thực ra đấy là vừa hát vừa nhảy. Và điệu nhảy Michael không phải theo một cái bài bản nào cả, mà đấy là cái
tự ông ấy nghĩ ra và tự ông ấy từ cái cảm xúc bên trong của ông ấy nghĩ ra. Và khi mà các bạn xem mình diễn thì các bạn sẽ thấy cảm nhận một cái gì đấy gần tương tự như vậy. Khi mà để biểu cảm lên khuôn mặt thì ở trong mình phải có những cái cảm xúc rất là đặc biệt và có cái sự dồn nén thì mới có thể là thể hiện được rất tốt. Và những cái cảm xúc ấy thì tùy theo từng bài của tùy theo từng bài hát của Michael mà mình có thể là diễn tả được cái cảm xúc ấy. Đặc trưng là của nhảy Michael này đó là những động tác rất mạnh mẽ và dứt khoát, và cái khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt từ con người mình, hoặc là cái thần từ cái nội tâm của mình ra để có thể được trình diễn được, làm sao cho hóa thân thành Michael Jackson. Cái điều khó khăn mà bất lợi nhất cho điệu nhảy này đó là dùng chân rất nhiều và miết để tạo đến bước đi vô trọng lực, và điều đó thì là ảnh hưởng rất lớn đến gân cốt và chấn thương. Cái điều đó thì bọn mình luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn là phải đối mặt với nó. Đó là cái khó khăn nhất cho điệu nhảy. Nhảy Michael đòi hỏi sự cảm nhạc tinh tế để tạo nên những cú bắt nhạc, những cú xoay người, những pha drip chân thiện nghệ. Đó là những động tác không phải chỉ để tạo hình hóa âm nhạc mà còn để giao lưu tương tác với khán giả, khiến cho người xem cùng hóa thân vào âm nhạc với vũ công, tạo nên những sóng âm cảm thụ âm nhạc. Và hơn thế, đặc trưng của điệu nhảy Michael có thể nói là cái hồn của nhảy Michael, đó là sự diễn tả âm nhạc, hình hóa âm nhạc trên những biểu cảm của gương mặt. Đó là sự kết hợp giữa sự cảm nhạc, vũ điệu và cả nghệ thuật kịch câm, những biểu đạt không lời. Sáng tạo những bước nhảy moonwalk để tạo ra những bước nhảy moon dancing theo cách riêng cho giới trẻ Việt. Những động tác đi không trọng lực, cảm giác như lướt nhẹ trên mặt trăng. Những cú xoáy người đi lùi nhưng cảm giác như đi tiến, miết trên sàn. Những động tác tạo cảm giác vô trọng lực ấy lại đòi hỏi rất nhiều mồ hôi, công sức của những người mê điệu nhảy này. Thực sự là cũng rất là nhiều khó khăn. Tại vì Michael thì từ khoảng từ năm 98 trở đi là không còn được ai ưa chuộng nữa rồi. Lúc đấy thì 2 năm sau mình tập đấy thì năm 2000 mình lên sân khấu diễn cho dạ hội tiếng Anh. Nhưng mà gặp nhất là khó khăn, tại vì khi mà lúc tập thì bạn bè luôn luôn trêu là Tú dở hơi, Tú lập dị, bây giờ còn ai thích Michael ở đâu mà tập làm gì. Và xu hướng lúc đấy người ta lại thích các boy band như là Backstreet Boy, Britney Spears, và bây giờ người ta lại thích hip hop. Đấy là những cái áp lực về các gọi là nhận xét người ta và những cái khó khăn khi mà tập. Tức là khi mà nhảy Michael thì các bạn không nhảy đơn thuần là những các điệu nhảy bình thường để theo bài, và cái khó khăn nhất là các bạn phải tìm hiểu những cái lời bài hát đấy và tìm hiểu xuất xứ của bài hát đấy, và để có thể hòa nhập lại, tái hiện một cái hình ảnh của Michael trên sân khấu. Đấy là cái khó khăn nhất của mình. Tôi thấy cái động tác đi lướt của Michael, nói chung tôi cảm thấy có vẻ rất khó. Nhưng có những cái động tác làm cho mình, nói chung con gái sẽ là uyển chuyển hơn. Rất là khó khăn, bởi vì là tại sao mình là mình những động tác của Michael Jackson là phải sử dụng như những cái cơ như kiểu là cơ cổ, hoặc là cơ vai, hoặc là cơ cổ tay ấy, là rất dễ bị phá cơ. Cũng giống như các môn hip hop khác thì cũng phải tập luyện những động tác dẻo cơ người, cơ lưng ấy. Đấy, cho nên là những rất là khó khăn để cho mình có thể thực hiện được những động tác của Michael Jackson. Đã bao giờ bạn nghe một bài hát mà nó có thể ám ảnh bạn kể cả trong giấc ngủ? Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có chiến tranh? Đã bao giờ bạn thấy cuộc sống bị bế tắc? Đã bao giờ bạn tự hỏi chúng ta sinh ra làm gì? Chẳng lẽ chúng ta sinh ra rồi chỉ để biến mất như chưa hề tồn tại? Những giai điệu và ca từ ấy làm nên linh hồn cho những vũ điệu và động tác của những người mê nhảy Michael. Là cảm xúc, là chứa chất đầy những tâm sự để hóa thân vào những vũ điệu
để say sưa biểu diễn như một phần của bài hát, tâm sự của bản thân, như một cách, một con đường để những thông điệp được truyền tải. Vô hình chung, những giai điệu được sống lại trong những hóa thân, được tạo hình hóa trong âm nhạc và ca từ như thế. Có thể mang lại một cái sự nhẫn nhịn trong công việc, trong học tập, trong các mối quan hệ, và một cái mang lại một cái gì đấy có thể nói là giải tỏa stress. Tại vì khi mình trên sân khấu thì mình bộc lộ hết tất cả những cái cảm xúc mà mình bị đè nén bên trong thành một cái gọi là, mình vừa nói với các bạn là đấy là cái sức mạnh bên trong của mình. Tại vì thực sự mình thể chất rất là yếu, luôn luôn bị sổ mũi, luôn luôn bị ốm hay gì đấy. Nhưng trên sân khấu thì cái sức mạnh đấy nó xuất phát từ bên trong, và mình tự hào về cái đấy. Và phải nói là nếu mà không có điệu nhảy Michael thì mình chắc cũng chỉ là một chàng thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt. Mình đã học được rất nhiều, là từ khi mình học nhảy Michael hoặc là đi biểu diễn, mình đã học được rất nhiều. Mình làm giúp cho mình tự tin hẳn lên. Mình cảm giác như là mình đã có một gì đó, mình lớn hẳn lên. Michael đã tạo nên một làn sóng âm nhạc, trở thành ông vua của thập niên 80 đầu 90. Sau này rất nhiều những ngôi sao nhạc pop như Britney Spears, Usher, Justin Bieber đều ít nhiều chịu ảnh hưởng phong cách của Michael Jackson. Trên thế giới, người ta vẫn biết đến những Michael Jackson impersonators, tạm dịch là hóa thân của Michael Jackson. Nếu B-boy được dùng để ám chỉ những người nhảy hip hop, breakdance, thì MG impersonator là tên được dùng cho những người nhảy Michael Jackson với những nét đặc trưng không lẫn vào đâu được: mũ phớt đen, băng đeo tay, áo vest đen, kính đen. Điều này chỉ để khẳng định những đóng góp của ông vua nhạc pop và sự hình thành cũng như phát triển của một vũ đạo với những nét riêng biệt bản sắc. Có thể giờ đây, cái tên Michael Jackson đã đi vào dĩ vãng và chỉ còn lại phần nào trong hồi ức của các 7X. Có thể giờ đây, Moonwalk đã không còn ai say sưa nữa, chỉ có hip hop nở rộ, breakdance lên ngôi, popping lan rộng như xu thế thời thượng, như một làn sóng của những người trẻ nhập cuộc như từng có làn sóng nhảy Michael Jackson đã diễn ra. Tất cả chỉ để thấy rằng những người trẻ như Tú, như Dương, như Thùy, họ đã dám dũng cảm theo đuổi con đường họ đi, đam mê họ chọn, không chạy theo những xô bồ của trào lưu, của nhịp sống sôi động gấp gáp. Những giọt mồ hôi vẫn đổ trên sàn tập sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, chỉ để ngày mai họ có thể thuần thục hơn, thiện nghệ hơn, diễn tả đúng hơn cái hồn của bài hát, của nốt nhạc, của vũ đạo. Chỉ thế thôi, vì đam mê họ vẫn sẽ đi.